Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu ở đây là lô 17 có mấy câu nhọc bãi. Và mình có size tương ứng là từ, hôm nay mình có từ 2.500 cho đến là 10.000 nha các bạn, 12.000. Và giá báo trên video này là chưa bao gồm phí ship. Nếu có tổng quát bên mình vẫn là 30.000 một đơn với máy. Thì mình có tất cả là 17 con. Con số 1 ở đây mình có là một con Olympic. Con này là dòng Olympic LX900. Máy này là full kim loại nha các bạn, một bên động. Con này thì cước số 4 vào được 160m, số 3 là 225m, size thực của nó là tầm 3.500. Con này size thực tầm 3.500, mua yên sóng, đổi tay trái phải được. Gạt cước của nó là sáng nha. Ngoại hình tổng thể như thế này, đây phần chân có trầy xước như thế này nha các bạn. Ngoại hình này, cối của nó là sáng, tay quay của nó sáng, phần thân thì ngoại hình có tróc như thế này. Con này cái phần chân thì nó có bị mẻ một xíu như thế này các bạn. Đây. Đây, chân có bị mẻ một xíu như thế này thôi. Vẫn xài ok lắm nha. Con này máy quay cực kỳ mượt luôn nha các bạn. Dòng này thì quay rất là mượt. Quay cực kỳ mượt. Size tầm 3.500. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này là con số 1. Con số 1 này nặng là 350g. Con này là con số 1, giá là 300.000. Tiếp theo là con số 2. Số 2 ở đây mình có là một con Diamond. Con này là con đây, Diamond Migro 7. Size tướng của nó là size 2.000. Cước số 3 150m, số 4 là vào được 100m, size tướng là size 2.000, cốt trợ lực nha. Miếng nhỏ cốt trợ lực. Mua viên sóng. Con này thì bị lưỡi gà đây. Lưỡi gà thì nó hơi yếu mà. Có mà kêu rất là nhỏ thôi. Ngoại hình tổng thể như thế này. Dòng này thì máy nhìn, dòng Diamond thì máy kiểu dáng như thế này các bạn, kiểu dáng rất là đẹp, kiểu nó hơi cổ điển một tí. Size 2.000, cốt trợ lực, gạt cước nó là sáng. Ngoại hình tổng thể như thế này. Hàng nội địa Nhật, Diamond là hàng nội địa Nhật. Máy quay rất là nhẹ. Dòng này thì khóa tay quay thì các bạn vặn chặt như thế này, giữ cái cố lại và vặn chặt như thế này. Quay rất là nhẹ. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này nặng là 260g, con này là con số 2. Con số 2 này có giá là 360.000. Tiếp theo là con số 3. Số 3 đây mình có là một con Daiwa EC No 2. Nó có chế độ 2 spec. Cối nó là cối carbon, thân kim loại. Mua bên đầu. Đổi tay trái phải được. Máy này thì tương đương với một con Shimano size 4.000. Đây gạt cước. Ở ngoài thì có tróc trầy xước như thế này các bạn. Đây, ở ngoài thì nó hơi bị gãy như thế này. Nhưng mà gạt cước cũng rất là sáng nha. Gạt cước như thế này. Size 4.000. Một bên sóng đổi tay trái phải được. Máy thì quay rất là nhẹ. Con này thì ngoại hình cái lớp sơn nó hơi xấu nha. Đây. Cái lớp sơn nó bị bong nha các bạn. Bị bong bong như thế này. Là nó bị nổ sơn. Bị muối cái lớp sơn ngoài. Nên là ngoại hình nó hơi trễ xước. Con này là con số 3. Độ mới con này mới tầm 65%.
size 4.000 nặng là 350g. Con này là con số 3. Số 3 này có giá là 220.000. Tiếp theo là con số 4. Số 4 ở đây mình có là một con Daiwa. Con này là con Daiwa Long Cut A1600. Máy này là full carbon. Mui sóng, đổi tay trái phải được. Cước số đây, cước số 4 là vào được 200m, số 5 là vào được 150m. Size tướng của nó là size tầm 3. Con này size tầm 4.000 nha các bạn. Con này size 4.000, tương đương với Shimano 4.000. Gạt cước thì còn rất là sáng. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này là một con Daiwa size 4.000. Ở bên này thì cái ốc nó bị hư nha các bạn. Nên là cái này là mình dùng vít. Dùng tay thì hơi khó vặn một tí, đổ tay thì hơi khó vặn một tí. Nên các bạn dùng vít nha. Dùng cái vít hay cái kìa mình kẹp này mình vặn bình thường. Hoặc là cái tay nào nếu mà tay các bạn không có lớn, nói chung là tay không vặn. Dùng cái vít thì vặn dễ hơn. Ngoại hình tổng thể như này, tay này thì đổ tay trái phải được. Size 4.000, hàng Daiwa Thái Lan, con này là con số 4. Con số 4 này có giá là 230.000. Quá rất là nhẹ. Nặng là 320g, số 4 giá 230. Đây, cái tay này nha. Cái này là các bạn dùng kìm các bạn vặn. Tiếp theo là con số 5. Số 5 ở đây mình có là một con Olympic. Con này là con Olympic New Spark 150. Hàng Olympic Nhật. Cổ kim loại, thân kim loại, máy này là full kim loại nha. Gạt cước là bằng sứ hồng. Đây, gạt cước rất là nhảy. Mô biến 6. Đổi tay trái phải được. Máy này thì tương đương với một con máy Shimano size 4.000. Ngoại hình này có trầy xước như thế này. Con này đổi tay trái phải được nha. Mô biến 6. Đổi tay trái phải được. Máy quay rất là nhẹ. Con này thì quay rất là nhẹ mượt. Ngoại hình tổng thể như thế này. Ngoại hình độ mới con này mới tầm 70%. Size 4.000 nặng là, con này nặng là 420g. Con này là con số 5. Con số 5 này có giá là 340.000. Số 5 giá 340. Tiếp theo là con số 6. Số 6 ở đây mình có là một con Olympic. Con này là con Olympic VR1000. Máy full kim loại. Cứ số 5 175m, số 4 là vào được 220m. Size tướng của nó là size tầm 4.000-4.500. Mô biến 6, đổi tay trái phải được. Gạt cước của nó là sáng. Ngoại hình thì cũng có tróc sơn như thế này các bạn. Con này đổ tay trái phải được. Máy thì quay rất là nhẹ. Con này quay người nhẹ mượt luôn nha. Ngoại hình thì có trầy xước như thế này. Tróc sơn nha các bạn. Đây, tróc sơn. Con này là con số 6. Con số 6 này nặng là, con này nặng là 380g. Số 6 này có giá là 320.000. Tiếp theo là con số 7. Số 7 ở đây mình có là một con Shimano Alex 2500 Alpha. Dòng này thì cố nó là cố kim loại, thân carbon. Cước số 3 là vào được 200m. Số 4 là vào được 150m. Size tướng của nó là size 3.000. Cố kim loại, nhấn nút ở đây để lấy cố đi. Đây, cố đó là dạng cố đúc nguyên khối luôn nha các bạn. Cố đúc nguyên khối. Size 3.000. Gạt cước là bằng sứ đây như thế này.
Mobi sóng đổi tay trái phải được. Xả đuôi để xả dòng đuôi chuột, xả đuôi để xả mobi nha. Mobi sóng. Dòng này thì các bạn câu rê hoặc là câu iso hoặc câu lua đều được nha. Câu rê, lua rê hoặc là iso đều được nha các bạn. Máy thì quay nhẹ mượt. Đây, số 3 là 200m, này, số 4 là 150m. Có kim loại thân carbon. Mà tổng thể như này, ở bên này thì bị tróc cái một miếng tem nhỏ như này các bạn. Đây, tem nhỏ xíu ở đây. Hàng này là hàng Shimano Nhật, con này là con số 7. Con số 7 này size 3000. Nặng là 320g, con này là số 7, giá là 400.000. Tiếp theo là con số 8 nha các bạn. Số 8 ở đây mình có là con Daiwa Shaker Carbon, Carbon. Con này thì có 3 vạc đạn, 3 bom bearing. Cố là có carbon, thân này là thân carbon luôn nha. Máy này là full carbon, vòng ở trên này là vòng kim loại như thế này. Hàng Shimano, hàng này là hàng Daiwa Nhật. Con này thì dòng đuôi chuột, xả một bên ở đuôi như thế này. Một bên 6, đổi tay trái phải được. Chặt cước là bằng sứ da đen. 3 vạc đạn. Cước số 3 là vào được. Cước số 3 vào được là 330m. Số 4 là vào được 230m. Số 5 là vào được 180m. Size thì cũng có size tầm 4.500 đến 5.000. Mô viên sóng. Đổi tay trái phải được. 3 vạc đạn hàng đây qua Nhật. Máy thì quay rất là nhẹ. Con này thì quay rất là nhẹ các bạn. Dòng này câu lua hoặc là nói chung là câu lua hay là câu gì dễ nha. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này thì ngoại hình trầy xước một ít, độ mới con này mới tầm 75%. Có trầy xước chỉ ở viền cổ như thế này thôi. Đây, ngoại hình tổng thể như thế này. Con này là con số 8. Con số 8 này nặng là 340g. Con số 8 này có giá là 450.000. Size 4.500, 5.000. Tiếp theo là con số 9. Số 9 ở đây mình có cũng là một con đuôi chuột của Shimano. Con này là con Shimano EX3000. Rito của nó là 4.6. Con này là dòng đuôi chuột nha. Cước số 5 là vào được 145m, số 4 là vào được 175m, size thôi của nó là size 4000. Mobi sóng. Đổi tay trái phải được. Nhấn nút vào đây để lấy cối đi. Cối máy này thì cối ở trong nó có thêm một cái cốt trợ lực như thế này các bạn. Gạt cước của nó là bằng sứ đá đen như thế này. Hàng Shimano Nhật, ngoại hình tổng thể này. Bên đây thì bị tróc một cái tem nhỏ của Shimano nha. Quay rất là nhẹ. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con số 9 này nặng là 340g.
Số 9 này có giá là 450.000. Tiếp theo là con số 5. À, số 10. Số 10 ở đây mình có là một con Ryobi. Số 10 ở đây mình có là con này là con Ryobi, tên của nó là Ryobi. Ryobi Max 4.000. Có kim loại, máy này là full kim loại nha. Ngoại hình thì còn dòng này thì đây. Logo của Ryobi nha các bạn. Con này màu vinh sóng. Đổi tay trái phải được 3 bạc đạn. Rato của nó là 4.3. Ước số 6 là vào được 260m, số 7 220m. Size tướng của nó là size 6.000 đến 6.500. Mô viên sóng đổi tay trái phải được nha. Con này thì có cả cối nhựa nữa nha. Các bạn nghe có cả cối nhựa. Có tiếng cả cối nhựa. Cái tiếng như vậy. Máy thì quay rất là nhẹ mực. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này thì máy cối lớn, thân nhỏ gọn, nặng là 480g. Con này là con số 10. Con số 10 này. Số 10 có giá là 380.000. Tiếp theo là con số 11. Con số 11 ở đây mình có là một con Daiwa Max 220. Có chế độ là high spec, là quay nhanh nha. Cổ của nó là cổ carbon, thân kim loại, mô viên sóng. Con này đổi tay trái phải được, size tương của nó là size 5.000. Gà cứu của nó là sáng. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này thì tay quay của nó dòng tay quay khá là cổ điển nha các bạn. Ngoại hình tổng thể như thế này. Hàng tay quay Nhật. Con này thì máy quay rất là nhẹ mượt. Ở đây nó có tiếng kêu nhẹ nhẹ là do cái cổng cước này nha. Ngoại hình tổng thể như thế này. Đây có trời nhẹ viền cổ này. Phần lưng có trầy xước nhỏ. Con này size tương ứng của nó là size 5.000. Nặng là 430g. Con này là con số 11. Con số 11 này có giá là 380.000. Tiếp theo là con số 12. 12 đây mình có là một con Daiwa, Daiwa Spinter ST 1000DX. Con này thì cổ kim loại, mô viên sóng, đổi tay trái phải được. Đây, cổ còn rất là sáng nha. Thân sáng, cối sáng. Size tướng là size 5.000. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này thì trời xước nhẹ viền lưng. Còn lại máy khá là sáng. Hàng này là hàng Daiwa Nhật, size 5.000. Máy quay rất là nhẹ các bạn. Máy quay cực kỳ nhẹ luôn nha. Ngoại hình thì máy của này cũng khá là sáng, độ mới tầm 75%. Trầy xước nhẹ phần lưng như thế này. Con này là con số 12. Con số 12 này nặng là 440g. Con số 12 này có giá là 420.000. Tiếp theo là con số 13. 13 đây mình có là con Tom Nau 2. Này là hàng nội địa nha. Hàng nội địa Nhật mấy gì ra văn. Máy này là full kim loại, mô viên sóng. Đổi tay trái phải được. Con này là cước số 400. Số 4 Reto của nó là 3.8. Cước số 4 là vào được 310m. Số 5 là vào được 250m. Size tướng của nó là size 6.000. Mô viên sóng, đổi tay trái phải được. Gạt cước của nó là sáng. Ngoại hình tổng thể như thế này. Có trầy xước như thế này nha. Để mình quay rất là kỹ được các bạn xem ngoại hình trên đây giùm mình. Size 6.000. Mô viên sóng đổi tay trái phải được. Quay máy thì quay rất là nhẹ. Máy quay cực kỳ nhẹ mượt. Cái tiếng kêu tê tê ở đây là do cái phần cái miếng tem này nó bong
bông lúc kêu bóng ngoài quay rất là nhẹ, ngoài hình như thế này. Size 6.000, hàng nội địa Nhật, nặng là 460g. Con này là con số 13, con số 13 này có giá là 430.000, size 6.000. Tiếp theo là con số 14. 14 ở đây mình có là một con Olympic. Con này là con Olympic LX 4.000. Đây, Olympic LX 4.000. Cứ số 4, 410m, số 3 là 330m, số 6 là 265m. Size tương ứng của nó là size 6.500. Con này size thật của nó là tầm 6.500. Có kim loại. Máy này là full kim loại, hàng này là hàng nội địa Nhật, Olympic Nhật nha. Moving 6. Đổi tay trái phải được, gạt cứ thì còn rất là sáng. Ở trên đây là cái tem nó bị tróc một cái tem logo của Olympic ở trên cổ này nha. À, cước hiện tại trong máy là cước số 0.6 tương đương với cước số 10 nha các bạn. Máy quay rất là nhẹ. Con này thì quay nhẹ mượt, quay rất là nhẹ. Ngoài hình tổng thể như thế này, chạy trước chủ yếu là ở viền cối, viền lưng ở đây. Size tầm 6.500. Con này nặng là 550g. Con này là con số 14. 14 thì giá là 450.000. Thế đây là con số 15. 15 ở đây mình có là một con Olympic. Con này là Olympic Y404. Con này là size tương ứng của nó, size thật tầm 7.000 đến 8.000 nha. Máy full kim loại, moving 6. Đỡ tay trái phải được, gạt cứ thì còn rất là sáng. Hàng này là hàng chuyên cạo biển nha các bạn. Cạo biển câu kéo rất là khỏe, hàng Olympic Nhật. Ngoại hình thì có trầy xước như thế này. Tróc sơn. Đây, tróc sơn. Độ vỡ con này mới tầm 70%. Máy này thì quay rất là nhẹ, dòng mình là dòng chuyên cạo, quay cực kỳ nhẹ luôn nhé. Quay rất là nhẹ mượt. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này thì ngoại hình nó hơi xấu một tí, nhưng mà dòng này máy quay rất là khỏe. Độ mới con này mới tầm 70%. Đây, chủ yếu là trần sơn tróc sơn. Size 7 đến 8.000, size thật tầm 7 đến 8.000. Ngoại hình tổng thể như này. Con này là con số 15. Con số 15 này nặng là 580g. 15 nặng 580g. Số 15 này có giá là 500.000. Tiếp theo là con số 16. 16 ở đây mình có là một con Olympic Let's Go V 400VO. Con này là cước số 6 là vào được 270m, số 8 là vào được 200m. Size tương ứng của nó là size 7.000. Moving 6. Đổi tay trái phải được, máy này là full kim loại nha. Full kim loại. Hàng Olympic Nhật. Ngoại hình thì có đây. Ở đây nó có bị cái cối nó bị tróc mí như này. Nhưng mà nó nằm ở dưới nha các bạn, nó không ảnh hưởng tới cước bên trên cả. Không bị đứt cước nha. Ngoại hình như này. Con này thì ngoại hình còn tương đối sáng. Cối sáng, gạt cước sáng, tay quay rất là sáng nha. Ngoại hình con này thì trầy xước nhẹ phần chân. Đây, keo sơn nó có nổ sơn, nổ sơn nhỏ nhỏ như này. Size 7.000. Máy này quay rất là nhẹ. Ratio của nó là 4.67, nặng là 535g. Size 7.000. Ratio lớn, máy quay rất là nhẹ.
Câu này là con số 16. Con số 16 này nặng là 535 gram. Có lưu cước là nặng 550 nha. Số 16 này giá là 530.000. Tiếp theo là con số 17. Con số 17 đây mình có là một con Olympic. Con này là Olympic Let's Go VO700. Cước số 10 là vào được 200m này. Số 8 là vào được 250m. Size tương hoặc là size 12.000. Máy này là full kim loại, mô bin 6. Đổi tay trái phải được nha. Ngoại hình tổng thể như thế này. Size 12.000. Cái phần chân này nó bị mẻ một chút xíu nha các bạn. Mẻ một chút xíu như thế này. Hàng Olympic Nhật. Tay quay này. Tay quay ở đây người ta gắn bằng cái đinh như thế này. Gạt cước. Gạt cước còn khá là sáng. Size 12.000. Mô bin 6, 3 bạc đạn, 3 bông urine. Ngoại hình tổng thể như thế này nha. Đồ mới con này mới tầm 65-70%. Có trầy xước nha các bạn. Hàng Olympic Nhật. Máy thì quay rất là nhẹ. Con này thì máy quay rất là nhẹ mượt. Tay quay gắn bằng người đinh đây. Còn lại thì khá là ok. Ngoại hình thì như thế này. Size 12.000. Con này là con số 17. Con số 17 nặng là 675 gram. Ratio là 4.4. Số 17 này có giá là 600.000. Thì mình đã giới thiệu tất cả là 17 con mấy câu. Các bạn lấy con nào comment dưới video này. Và nếu các bạn chốt lại chốt hàng thì tốt nhất là nên để lại số điện thoại luôn trong comment để mình tiện liên lạc nha. Hoặc là gọi điện trực tiếp qua số 0903 154 991. Cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.